chính là cây cầu kính được mang tên Bạch Long, tựa như những cung đường mây để nối liền giữa các dãy núi. Và khi mà đứng tại cầu kính Bạch Long này thì mỗi du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh sự hùng vĩ của thiên nhiên. Khi mà đi trên mặt kính nó mới, mình lần đầu tiên mình đi mình cứ cảm thấy ngại ngại, nhưng không phải, rất an toàn tuyệt đối. Cầu các cái cầu kính đi có rung đưa gì đâu,